Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc đó là một vụ thảm sát. Kibbutz của Israel nêu bật sự tàn ác của Hamas. Xe hơi bị đốt cháy, nhà cửa bị phá hủy và xác chết ở Kibbutz Kfar Aza vào hôm thứ Ba là lời minh chứng rõ ràng về nỗi sợ hãi mà nhóm chiến binh Palestine Hamas đã gây ra trong một cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ. Các chiến binh Hamas đã xâm nhập vào Israel từ dải Gaza của họ và nổi cơn thịnh nộ giết chết hàng trăm người Israel và bắt hàng chục con tin ở những nơi như Kfar Aza gần Skedot. Lực lượng phòng vệ Israel dẫn báo chí nước ngoài đi tham quan một khu vực một trong những kibbutz bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc tấn công dữ dội của Hamas. Quân đội Israel đang đi đến từng nhà để lấy thi thể người dân thường khi họ vẫn đang chiến đấu với các tay súng và vượt qua bẫy mìn. Thi thể các chiến binh Hamas cũng nằm rải rác. Các thi thể của người dân, nhiều thi thể được tìm thấy trong những ngôi nhà bị đốt cháy của họ, được binh lính đóng gói và chở lên phía sau xe tải. Và sau đó là thi thể của những người được cho là tay súng Hamas đã tấn công Kibbutz, nằm ở nhiều nơi khác nhau bên ngoài. Khói có thể được nhìn thấy bốc lên từ Gaza, phía bên kia hàng rào kim loại đổ nát mà các chiến binh Hamas sử dụng để xâm nhập vào Kibbutz vào hôm thứ Bảy. Afghanistan bị động đất đào hố chôn tập thể. Các tình nguyện viên ở làng Siad Af, thành phố Herat phía tây Afghanistan đã đào những ngôi mộ tập thể sau trận động đất chết người ở quốc gia, mà theo Taliban đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương. Trận động đất là một trong những trận động đất nguy hiểm nhất thế giới, khi những trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm chết khoảng 50.000 người vào tháng 2. Ông Abu Satta, một tình nguyện viên đào mộ, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo và tài chính cho những người bị ảnh hưởng. Người đứng đầu cơ quan phản ứng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại nước này cho biết, phụ nữ và trẻ em chiếm 2/3 số nạn nhân của trận động đất gần đây ở Afghanistan phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Khách du lịch bị mắc kẹt thở phào nhẹ nhõm khi Ấn Độ bắt đầu vận chuyển hàng không từ vùng Himalaya bị cắt đứt. Ấn Độ đã huy động máy bay trực thăng phục vụ khi thời tiết quang đãng vào hôm ngày 9 tháng 10, để vận chuyển khách du lịch bị mắc kẹt, người bệnh và người già từ các khu vực bị cô lập của bang Sikkim xa xôi thuộc dãy Himalaya, nơi lũ quét gây ra do một hồ băng vỡ bờ đã cướp đi sinh mạng của họ, ít nhất 74 mạng sống. Các quan chức chính phủ cho biết 100 người vẫn đang bị mất tích. Khoảng 2.000 khách du lịch bị mắc kẹt tại các khu vực bị cô lập ở phía bắc của Sikkim được cho là vẫn an toàn. Chính quyền của bang và quân đội đã cung cấp cho họ thực phẩm và phương tiện liên lạc để liên lạc với gia đình của họ. Quan chức hàng đầu phụ trách các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ở Sikkim, Shewan Giko, đã nói với Reuters rằng khi thời tiết quang đãng, lực lượng cứu hộ bắt đầu vận chuyển khách du lịch bị mắc kẹt từ các vùng xa xôi và khó tiếp cận, đồng thời cung cấp cho họ thực phẩm và phương tiện liên lạc để liên lạc với gia đình. Việc tìm kiếm những người sống sót bị cản trở do đường xá bị hư hỏng, thông tin liên lạc kém và thời tiết xấu, còn người dân đang phải vật lộn để dọn sạch bùn và những mảnh vụn sau một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở vùng xa xôi này trong hơn 50 năm. Những thủ tục pháp lý hồi hương Ấn Hoàng đế Chi Bảo có thể hoàn tất cuối tháng 10. Thủ tục pháp lý cho việc hồi hương Ấn Hoàng đế Chi Bảo dự trù hoàn tất vào cuối tháng 10 năm nay. Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa bà Lê Thị Thu Hiền chiều ngày 9 tháng 10 cho truyền thông biết, theo lời của bà, từ tháng 10 năm ngoái tới nay, Việt Nam tiến hành những biện pháp thông qua đường ngoại giao văn hóa tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan chứng minh nguồn gốc của Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cũng như đàm phán thương lượng để đưa Ấn này về nước. Cụ thể, theo bà, thì Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền Việt Nam vừa hoàn thành những thủ tục pháp lý liên quan có hai giấy tờ quan trọng, đó là xuất cảng cổ vật ra khỏi Pháp, xuất cảng cổ vật ra khỏi châu Âu. Trở lại ngày 19 tháng 10 năm ngoái, hãng đấu giá Milan tại Pháp đưa lên trang chủ thông tin đấu giá hai cổ vật nhà Nguyễn, trong đó có ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo từng đúc năm 1823 dưới thời của vua Minh Mạng. Nạn nhân của trái phiếu Sacombank mong sớm nhận lại đủ tiền. Các nạn nhân của vụ trái phiếu Sacombank đã nói với VOA rằng họ tin tưởng nhà nước sẽ giúp dân lấy lại tiền và mong mỏi sớm lấy lại đủ số tiền đã bị lừa đảo trong một năm ngày nổ ra vụ khủng hoảng lừa đảo trái phiếu lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam tại ngân hàng Sacombank. Bộ Công an, mà cụ thể là Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, tức C3, vào hôm 30 tháng 9 đã loan báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng kết quả điều tra và thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty An Đông đều của bà Trương Mỹ Lan.
Theo kết luận điều tra, vụ này được xác định là lừa đảo với những người đã mua trái phiếu của các công ty này qua ngân hàng Sacombank được xem là nạn nhân và họ sẽ được bồi thường sau khi vụ án xét xử xong. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, trùm bất động sản và là một trong những người giàu nhất Việt Nam, đã bị công an bắt và khởi tố về tội gian dối trong phát hành trái phiếu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Theo đó, từ năm 2018 đến 2020, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan và các công ty con như công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World đã tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, tức gần 1,4 tỷ Mỹ Kim, bán cho người dân thông qua ngân hàng Sacombank để huy động vốn và sau đó chiếm đoạt. Tổng cộng có hơn 40.000 nạn nhân trên khắp cả nước bị lừa đảo mà họ cho là họ bị ngân hàng Sacombank dẫn dụ từ gửi tiết kiệm sang thành mua trái phiếu, trong khi họ không hề biết gì về trái phiếu mà chỉ nghĩ đó là gói sản phẩm tiết kiệm mới của ngân hàng. 2 triệu nắp chai thác đổ của phòng trưng bày Tate Modern. Gói trúc khảm chứa 2 triệu nắp chai được trưng bày tại phòng trưng bày nghệ thuật Tate Modern tại London vào thứ Hai, phần mới nhất của Ủy ban Hyundai. Ba tác phẩm sắp đặt có tựa đề Phía sau mặt trăng đỏ của nghệ sĩ người Ghana El Anasui được treo trên trần của sảnh tourbin rộng lớn của phòng trưng bày này. Người nghệ sĩ đã nghiền nát, xoắn và khâu lại 2 triệu cái nắp chai, tái chế thành những bức tranh khảm vải đầy màu sắc nhằm kể lên câu chuyện lịch sử đan xen của châu Phi, châu Âu và châu Mỹ. Người phụ trách sắp đặt là Ose Bonsu giải thích những công trình này thể hiện hành trình của những người di cư từ châu Phi đến châu Mỹ. Đối với Al Anasui, mặt trăng gần như là một cách gợi lên loại lịch sử du hành, chuyển động này, nhất là lịch sử điều hướng thiên thể, phương tiện mà thủy thủ sử dụng mặt trăng hướng dẫn băng qua đại dương. Bonsu nói về cấu trúc ở vào lối vào hiệu trường tượng trưng cho mặt trăng, mô tả một trong những mặt màu đỏ tươi của công trình. Bonsu cho biết nó thể hiện cảm giác mất mát liên quan tới sự di chuyển bắt buộc của hàng hóa và con người trên khắp thế giới trong quá trình buôn bán nô lệ xuyên đại Tây Dương. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đầu ngày cùng với đài truyền IBC TV do sứ quân viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn tại IBC Home Shopping đã bảo trợ chương trình hôm nay. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm và những chương trình quà tặng tri ân quý khách hàng, xin mời quý vị liên lạc về IBC Home Shopping với số điện thoại là 714-892-5717. Quý vị cũng có thể dễ dàng shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị một ngày gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.